cả đời thôi. Thức dậy từ sáng đến tối, ngủ của văn mê Việt Nam. Nhớ đến nỗi mà có lúc khóc, tại vì ở xa, đến đây bây giờ sớm ở Việt Nam là phải. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh, con cái thì thôi phải chịu, theo con. Các con ạ, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên Costa Seranis Nguyễn Văn Lập. Sau 12 năm, một chồng, một vợ, sung sướng, tuy có lúc khổ, nhưng mà đã vượt qua được. May mắn, sống ở vợ con, ở đất nước của tôi, nhưng xa, nước Việt Nam, tổ quốc, nhất đấu lòng của tôi.